Đây các bạn, mình mới lấy một mớ phát sạc vô 293 kg Yakawa đây. Còn Mitsu, mới Mitsu này. Rồi mấy con kia mình mới tháo thắng xong. Đây, ngồi tháo thắng nãy giờ. Trả lại cho bên chủ, lấy mình motor thôi. Vì vậy giá nó mới rẻ hơn. Tháo một đống đó. Còn mớ đây nữa. Anh em cần con nào ưng ý thì báo mình. Số lượng nhiều. Hộp số luôn. Đây thì về cả bao quá trời, 3,5 kg, 7 kg, 5 kg Mitsu Tour 2000. Có đầy đủ. Còn những cái con sạc vô có hộp số như thế này. Như thế này đều có nha. Nhưng mà mình chỉ lấy motor thôi, mấy cái phần đó thì mình không có lấy. Rồi,